Mọi người ơi, mọi người, lại đây tôi có chuyện kể cho nghe nè. Gì vậy? Khoan khoan khoan, đang lỡ tay. Chuyện gì lại chuyện đây, gì? Lại lên, lại lên, lại lên. Chuyện gì? Tôi nghe nói á là cậu Tư đói quá, lấy trộm đồ ăn ngoài chợ, bị đánh quá trời luôn á. Vậy hả? Đáng đời. Mà nghĩ cũng tội cho cậu Tư ha. Lúc trước ha, đường đường là một cậu chủ, muốn cái gì cũng được luôn á. Mày làm cho tao cái này, mày làm cho tao cái kia. Mà bây giờ á, bởi vậy người ta nói á, ai biểu ngày xưa á, ăn chơi trác táng, tiêu xài phung phí như chị, giờ bị như vậy đáng đời. Hồi trước á, người ta ăn trộm gạo ở cửa hàng, rồi cũng bị cậu Tư nè cho người đánh què giò luôn. Nói thì nói vậy chứ không thể trách được cậu Tư con à. Cậu Tư thì sinh ra trong cái gia đình giàu có, sống trong nhung lụa quen từ nhỏ rồi, không có động tới móng tay móng chân. Bây giờ ra ngoài biết mần việc gì đâu mà không đi ăn trộm. Con có nghe nói á là cậu có xin việc, nhưng mà mần không có nổi, bị đuổi rồi. Đó, sức khỏe không có, không quen động tay động chân thì sao mần được. Cái gì vậy mày? Gì vậy? Gì vậy? Mần đi, mần đi, mần đi, mần đi. Dạ. Trời ơi, sao mà con tôi khổ dữ vậy nè. Má, má à, có chuyện chi mà con nghe cha la dữ vậy má? Thì chuyện thằng Tài đó. Hả? Chuyện chi? Má, còn một chuyện tài đình hơn nữa, mà nãy có cha ở đó con không dám nói. Hả? Chuyện gì nữa? Dạ, con nghe đâu chú Tư đánh nhau với tụi Khuân Giác để giành việc đó má. Rồi, vậy rồi nó có sao không con? Hả? Rồi à, bị đuổi việc mà không có được trả tiền công nữa. Trời ơi, anh Tư này thiệt á, lần trước á là đánh nhau để giành thức ăn, còn bây giờ á là đánh nhau để giành việc. Mà anh mần như vậy á, anh giành cái chi mới được chứ? Thì giành Khuân Giác với tụi Khuân Giác ngoài chợ đó. Bây giờ cô Út nghĩ đi, chú Tư không làm vậy thì làm được cái gì nữa? Phải đó, anh Tư của tôi á thì có biết mần chi đâu, không chừng á Khuân Giác anh còn không biết mần nữa kìa. Mình phải tìm cách đưa nó về nhà càng nhanh càng tốt mới được. Má, má đừng có lo quá rồi sanh bệnh nha má. Nè lên, nè lên. Ông chủ, ở đây có mướn người mần không vậy? Nhắm mần nổi không vậy? Tôi nhìn cái tướng cậu công tử như vậy, làm sao khiên giác cho nổi. Mà nghe nói cậu là cậu Tư, con của mọi đồng tâm phải không? Ăn chơi cờ bạc, phá nhà phá cửa, bị ông Tư ông đuổi ra ngoài đường đúng không? Ê, mày đuổi hả mày? Nè, đứng lại coi. Nè, nè, nè cậu, ở đây á toàn là dân lao động hiền lành không à. Cậu đừng có mà hóng hết ở đây. Cậu Tư, cậu về suy nghĩ đi. Nếu á mà bỏ được cái thói đó thì qua đây gặp tôi. Thôi mọi người làm tiếp đi. Mua bánh ăn cho đỡ đói. Trời đất ơi, cậu Tư nhà hội đồng từng làm mưa làm gió, xài tiền không biết tiếc, mà bây giờ lại không có một đồng xu dính túi hơn. Đứng lại mày. Trời, cậu Tư, mấy đồng bạc lẻ mời cậu qua bên kia chơi. Đi với cậu. Thôi, đặt tiếp đi. Sống mà đói khổ như vậy, bị gia đình lẫn thiên hạ cười chê, chăm chọc thì sống để làm gì nữa chứ.
Sư tử đâu mà sư tử? Không phải, tự tử thằng quá chừng kìa. Cứu mau đi giữ. Cậu ơi, còn sống không ơi? Còn sống, cứu người cậu ơi. Cứu, cầm túi đi. Cứu đi. Anh hai, có chuyện chi mà ngồi đây suy tư dữ vậy? Anh đang nghĩ tới thằng Tư. Bây giờ tình cảnh của nó tội nghiệp quá, mà anh không thể giúp gì được cho nó. Anh thiệt là vô dụng. Nếu như cậu ấy không phá hoại gia sản thì chuyện bây giờ đâu có ra nông nổi như vậy. Đó, anh thấy chưa? Tất cả mọi chuyện của tương lai đều nằm trong bàn tay của mình, đều là do mình quyết định hết. Anh sợ anh kham không nổi công việc quản lý cửa tiệm. Lần trước đã thất bại một lần rồi, bây giờ thất bại thêm một lần nữa, không biết phải ăn nói làm sao với cha luôn. Có gì đâu mà anh phải lo, anh cứ mừng đi. Từ từ rồi cũng giỏi thôi chứ có cái gì đâu. Anh biết là anh không có khiếu trong chuyện làm ăn. Hay là Dương ba có cách chi giúp cho anh quản lý cửa hàng tốt hơn không? Chứ anh sợ thất bại thêm một lần nữa khiến cho cha phiền lòng. Chuyện đó thì anh cứ yên tâm, em sẽ sẵn sàng đứng ra giúp anh. Cái chi chứ, cái chuyện mà quản lý cửa tiệm á, cứ để em lo. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn Dương ba. Không có chi hết. Mày cứ yên tâm, từ từ rồi tao sẽ thâu tóm luôn cửa tiệm của mày. Mày khỏi sợ phải quản nữa. Ủa, cậu tỉnh rồi hả? Ở đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Vợ chồng tôi đi mần ruộng về, thấy cậu nằm ở trên đường á, máu me tùm lum hết trơn á, nên vợ chồng tôi thấy cậu vậy á, rồi đem cậu về đây chăm sóc vết thương. Cậu thấy đỡ chưa? Hai người cứu tôi làm gì chứ? Sao không để cho tôi chết đi? Cậu nói vậy, con kiến nó còn muốn sống muốn chi á, cậu con người muốn chết làm sao? Cuộc đời của tôi không còn gì hết. Tôi sống không còn ý nghĩa gì đâu. Cứ để tôi chết đi, tôi còn khỏe hơn. Suy nghĩ tầm bậy tầm bạ nông cạn, tại sao phải chết? Chết có giải quyết được cái gì không? Đúng đó. Khờ quá. Cậu mần như vậy á, là người thân của cậu, gia đình của cậu, lo cho cậu biết chừng nào, đúng không? Cậu suy nghĩ lại coi. Bây giờ chẳng ai còn nghĩ tới tôi nữa đâu. Nữa? Cứ nghĩ gì hoài à? Tôi nói cậu nghe, không có cha mẹ nào á mà bỏ con mình. Chỉ có con cái á mới từ bỏ cha mẹ của mình. Dù cho cậu có hư đến mức độ nào đi chăng nữa, trong mắt của cha mẹ cậu á thì cậu vẫn là cục vàng cục ngọc, cậu hiểu không? Không phải ai cũng được giống như ông nói đâu. Thì làm cha làm mẹ ai cũng như nhau hả? Thương con á, đôi khi la mắng con vài tiếng thì đâu có làm sao đâu. Nhìn cái tướng cậu á ha, chắc không phải hàng nông dân như tụi tôi đâu. Trước kia thì phải, bắt đầu từ bây giờ trở đi tôi cũng chẳng khác gì hai người đâu. Thiệt tình? Cậu có dự tính gì không vậy? Thôi được rồi. Vậy nè, nếu cậu không chê á, nhà tôi nghèo á thì ở lại với vợ chồng tôi, có cháu ăn cháo, có rau ăn rau ha. Rồi thủng thẳng ổn định rồi mình tính sao. Phải đó, nhà tôi chỉ có hai vợ chồng già. Cậu không có chơi á thì ở lại đây với hai vợ chồng tôi cho nó vui nghe. Hai người không sợ tôi là người xấu hay sao chứ? Cậu coi, nhà này có cái gì để bắt đâu mà cậu sợ, ngoài hai cái bạn già này à, đúng bà. Vô nấu mình nước cho hai tôi uống coi. Để tôi đi nấu nước nghe. Vậy nha, cứ ở đây với hai chồng tôi nha. Má. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Làm sao bây giờ hả má? Tên khốn đã tới kiếm con. Hắn nói nếu như bây giờ mà mình không đưa tiền cho hắn, hắn sẽ đi rêu rao làm xấu hổ gia đình mình đó má. Bay nói sao? Thằng Thái nó tới nó tìm bay rồi nó hăm dọa uy hiếp bay nữa hả?
Sao vậy được? Thằng Phát nó nói nó đã xử lý lần hai rồi mà. Làm sao mà nó còn sống sót được chứ? Không có, Dượng ba đã nói với con, kể từ cái lần chết hụt đó, hắn ta đề phòng lắm. Tung tích thì lúc ẩn lúc hiện, không có truy lùng mà xử tội nó được đâu má. Má, hay là má tìm cách giúp cô Út đi má. Chờ con thấy cổ đau khổ vậy hoài, tội nghiệp cổ quá má. Vừa rồi á, cha bày hợp tác với mấy người bạn để mần ăn, gom hết một số tiền lớn rồi. Bây giờ nhà đâu còn tiền nữa đâu. Bây giờ làm sao hả má? Má, con chỉ còn có cách này thôi. Cách gì? Má, chị Loan nói với con, hay là lấy giấy tờ ngoài cửa tiệm mà anh Tú đang quản lý á, đem đi cầm tạm. Không được, cha mày biết là chết đó. Con nghĩ chắc không sao đâu má, mình chỉ đem đi cầm tạm thôi mà, rồi mai mốt mình có tiền mình chuộc về liền. Với lại cô Út lấy mấy cái giấy tờ của cửa hàng Dưỡng Út đi cầm, cha thì thương Dưỡng Út, chắc là không có sao đâu má. Rồi sẵn dịp khi mà cô Út đem tiền cho thằng Thái, cái mình nói Dưỡng Ba đi theo, sẵn tay mình hạ thủ hắn luôn má. Cũng cần phải hạ uy tín của thằng Tú thì mới mong có cơ hội cho hai đứa con trai của mình chứ. Ừ, cũng được, cứ mần theo cách của con Loan đi. Đi đi con. Dạ, con đi. Anh Chính, bệnh thì ở nhà mần chi chết à? Trời, không mần lấy chi ăn. Thôi anh Chính ráng chịu về mua thuốc uống vô nha. Nha. Nè, nói nghe, bộ nhà của ổng không còn ai hết sao? Có, trước đây á, ổng có một thằng con trai mà nó đi biệt xứ đâu á, rồi chết đâu mất á, không thấy gì á. Đâu bà vợ của ổng thì mất cách đây vài năm, cho nên ổng có mình ổng à. Tội thiệt. Thấy gia cảnh của anh Chính á, anh sống đơn độc chỉ có một thân một mình, bệnh đau như vậy á, mà cũng phải lo đi mần để kiếm sống, chứ không mần lấy gì đâu mà anh ăn. Cho nên sống được ngày nào thì mừng ngày đó. Đó, thấy ho vậy đó. Đó, thấy bệnh có đó không? Bệnh á, mà cũng ráng đi mần ăn, không thì chết thì sao? Thôi, mình mần tiếp đi. Dạ. Cố gắng lên nha, mày còn trẻ mày cố gắng lên à. Tôi biết rồi chú. Mình. Mình. Coi bộ mình ốm đi nhiều quá. Dạo này mình ở đâu rồi? Tôi được một người nông dân cứu giúp. Lúc đó tôi nghĩ quẩn, tôi tính là tự tử đó. Chú ấy đã giúp tôi, đưa tôi về nhà, sống hôm rày ở nhà họ đó. Ở nhà ai cũng nhắc tới mình suốt, nhất là má. Từ khi mình rời khỏi nhà, má khóc vì thương nhớ mình. Cha thì không nói ra, nhưng em biết cha cũng nhớ và thương mình nhiều lắm. Mình hãy cố gắng lên, rồi có một ngày á, cha sẽ đón mình về nhà. Mình à, hai đứa nhỏ sao rồi? Cha má đã cho em chăm sóc thằng Nhân rồi. Hai chị em nó cứ quấn nhau suốt à. Bé Phúc còn hỏi thăm mình nữa đó. Nó nhắc gì tôi vậy? Nó hỏi cha đâu. Rồi mình trả lời sao với nó? Em nói cha đi mần xa, một thời gian nữa cha sẽ quay về. Nó nghe vậy nên vui lắm. Không biết tôi có được ngày đó hay không nữa. Mình hãy cố gắng sống tốt. Em tin một ngày không xa, mình sẽ được trở về nhà thôi. Lần sau em đưa con tới thăm mình nha. Được. Mình đừng mần như vậy. Tại sao vậy? Tôi không muốn tụi nhỏ phải thấy tôi trong bộ dạng như thế này đâu. Em hiểu rồi. Chú ơi. Để con giới thiệu nha. Mần gì hả con? Dạ, đây là vợ của con nè. Dạ. Vợ xinh dữ. Dạ. Dạ con mày đẹp lắm. Dễ tự tử chưa? Nhìn mặt mày là tao biết rồi. Ngồi xuống. Dạ. Ngồi xuống. Nói tới mà. Là cười, động tới chú. Là cười. Dạ. Giữ mạng cái ha, cái mặt mày động xuống à. Xìu xuống à. Mày coi chồng mày nha. Chú ơi. Coi nó.
Thôi, tính chú về nhà chơi nha. Dạ. Tao bưng. Dạ thôi, chú ở nhà chơi dạ, với tụi con đi. Tao phải nhà chơi, tao không phải ra chợ bán chuối nữa. Rồi rồi rồi, chú bán nhanh về sớm với tụi con nha. Dạ dạ. Tao đi à. Chú đi cẩn thận nha con. Ông chủ, tôi thấy ông đang cần người. Tôi cũng biết tính được sổ sách chút. Ông chủ nhận tôi vô làm được không? Được rồi, ở đây á không có cần người mà làm sổ sách. Nhưng mà cũng còn một công việc đơn giản thôi. Cậu chỉ cần chờ ghe cập bến rồi dắt lúa lên. Cứ hết chuyến này tới chuyến nọ, người ta mần sao mình mần vậy á. Với phụ những chuyện lặt vặt trong kho. Nếu mần được á thì mần thử đi, rồi mần luôn. Dạ, tôi mần luôn hôm nay nha ông chủ. Rồi được rồi. Dạ. Ê mày, ai như con trai ông hội đồng phóng mày? Đúng nó rồi đó, chứ ai. Ê, hồi trước nó ăn chơi nên bị ông hội đồng đuổi khỏi nhà phóng mày. Đúng là đời lên voi xuống chó. Hồi trước mần chủ, bây giờ đi mần thuê. Thì để coi nó mần được khoảng bao lâu. Mấy thằng ăn chơi xài tiền phung phí như nó làm gì biết mần công việc như mình. Ghe tới rồi kìa, mọi người đứng lên mần việc đi. Thôi mần đi mọi người. Thôi đi mần đi. Mần lẹ đi. Rồi, thôi mần đi. Giác lại lẹ về nè. Ê, mày người mới phải không? Dạ. Ông chủ nói tao kêu mày vác cái bao này qua bên đó. Dạ. Ê, chết cha, tao kêu nhầm. Mày qua bên đó vác ba bao rồi đem qua bên đây để lại chỗ cũ. Hả? Dạ. Anh bằng chi như vậy là quá đáng lắm rồi đó. Dù sao người ta cũng là người mới, anh phải giúp đỡ chứ. Tại sao phải đối xử với họ như vậy chứ? Tới đây. Từ, để tôi. Tôi thấy anh mệt lắm rồi đó. Hay là anh vô trong nghỉ chút xíu đi. Ở đây anh là người mới, có gì không biết thì hỏi tôi tên Sủ nha. Tôi tên Tài, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Vô nghỉ chút xíu đi. Để tôi phụ anh. Dạ thưa má, con có hầm cho má chén canh á, má ngồi về ăn cho lại sức. Có vừa miệng không má? Thôi bây ra ngoài đi. Ngày mai á, con sẽ nấu canh nhân sâm cho má ăn bồi bổ. Hay là má có thèm món gì không? Má nói đi con nấu cho. Không, được rồi. Dạ. Nè, chị còn dám cả gan dắt cái mặt của chị vô đây nữa hả? Chị có biết là tại chị mà má tôi mới sinh bệnh hay không vậy? Nè Cút, sao Cút lại nói vậy chứ? Tôi có mừng chuyện chi đâu. Chị còn không biết lỗi của chị nữa hả? Tại chị không biết khuyên chồng, chị để cho chồng chị ăn chơi trác táng mới bị cha đuổi ra khỏi nhà này nè. Có mỗi một thằng chồng mà cũng lo không xong, mần vợ cái kiểu gì không biết nữa. Thôi, mau đi ra ngoài đi. Nè, bưng cái này ra ngoài hâm lại đi. Dạ. À con, hôm rày con săn sóc Hạnh á, con thấy nó làm sao rồi? Dạ, chị ấy cứ tự nhốt mình trong phòng, không có chịu nói chuyện với ai hết. Mắt á, thì thâm đen. Con nghĩ là mất ngủ nhiều đêm liền. Con cũng làm theo lời dặn của cha, cho chị uống thuốc, nhưng mà không khả quan gì hết. Dạ, thưa cha. Thôi con cứ tiếp tục chăm sóc cho chị ba con. Rồi con hỏi han nội tình nó ra sao nha con. Dạ. Cha, con thấy hãy để con đi gọi doctor cho chị ba. Chứ chuyện này mà để lâu là không hay đâu cha.
Xong chưa? Rồi, gần xong rồi. Cố gắng nhanh lên nha. Ừ, chiều rồi. Con làm gì được không chú? Giỏi. Nước này con. Dạ, cảm ơn chú. Giỏi, giỏi, giỏi. Lưng dài vai rộng vậy á. Cố gắng làm ăn nha con. Dạ.